đầu trải nghiệm cảm giác hoang mang lo sợ khi đi phệt mực vào bờ môi của mình như thế nào? Em cảm giác như môi em dày như một bông ngọc thà ấy. Chuyện này em có một cái con bé trợ lý mà không hiểu là nó là trợ lý em hay em là trợ lý của nó luôn ấy. Hai anh em mới chốt được cái hợp đồng siêu to khổng lồ, em mới bảo là tặng nó một cái phần thưởng thì nó bảo là em muốn đi phun môi. Nhưng khổ nỗi con danh con này nó xem phim nhiều, nó bị ảo giác, nó bảo anh phải đi cùng với em, không em sợ nhỡ có vấn đề gì rồi người ta phi tang xác em. Thế nhân tiện hôm nay em đi hầu nó thì sáng tiện em review cho các bác những cái kỹ nghệ làm đẹp của chị em chúng mình. Con danh con nó dẫn em đến một cái beauty và academy tên là Mòi. Gớm khổ vào một cái là chị nhân viên giương súng bắn hai em như Nga bắn Ukraine. Đến nơi trợ lý của em bắt đầu lộ mặt thật là một con mẹ mìn, cứ dụ dỗ em là phải phun môi cùng bởi vì môi em lấm tấm những nốt thâm. Nhưng người đời có câu kim đâm vào thịt thì đau, em sợ đau lắm các bác ơi. Với cái sự hỗ trợ đắc lực từ 7749, các bạn nhân viên cam kết với chúng em là không đau, không sưng, không kiêng. Với cái sự kiên định và chính kiến của mình thì sau 345 lời thuyết phục, em quyết định đồng ý phun môi khử thâm và xà vào lòng bạn nhân viên như xà vào lòng mẹ bao la Thái Bình. Và những trải nghiệm xác thịt xin được bắt đầu từ đây. Cú va chạm xác thịt đầu tiên là các bạn ấy bôi một cái lớp gì đấy để làm mềm môi nhé. Tiếp theo là chúng em sẽ được ủ tê quanh vành mồm. Mấy cái bánh mèo thì được tư vấn lựa chọn màu sắc của đôi môi. Còn nam nhi đại trượng phu như em thì em cắn rơm cắn cỏ, em lại các chị cho em một cái màu nào nó tự nhiên chứ đừng biến em thành nữ chúa Pattaya. Bác này hai bà ấy đang khoe là kim này là kim niêm phong như mới tinh nhé. Ôi trời ơi mấy bà này bãi lừa tôi bà con ơi, bảo không rát một tí nào mà 35 giây đầu tiên là có rát nha. Nhưng mà hình như là từ giây thứ 40 là bắt đầu thuốc tê nó ngấm vào bờ môi em nên là cái sự rát đó đã không còn tồn tại nữa. Nằm 45 phút ngủ mà thỉnh thoảng còn rú lên một vài tiếng ngáy động trời luôn ấy. Ôi cảm giác môi cứ tèo tèo ấy. Em cảm giác cái môi em dày như một bông ngọc thà ấy. Rõ ràng là nó không đau, nhưng mà cái não bộ nó chỉ đang là sắp đau rồi đấy, sắp đau rồi đấy. Nằm sợ tưởng chết luôn. May không đau. Đây là môi em trước khi phun. Còn đây là em sau khi phệt một nốt mực vào trong bờ môi của chính mình. Các chị em phụ nữ đi làm đẹp quen rồi thì cho em xin ý kiến, chứ đây là lần đầu đi làm cũng không biết được màu này là nó đẹp hay là không đẹp. Nhưng mà em thấy cái màu này là ok, nó tự nhiên chứ nó không hồng rực lên là thành nữ chúa Pattaya, em sợ lắm. Vẫn còn thuốc tê nên là cảm giác môi mình nó đang tèo ra, nhưng mà soi gương thì lại không thấy tèo, không thấy sưng gì cả. Mà các anh chị ở đây bảo em là cũng đếch cần kiêng cái gì nhá. Con mẹ mình nó bắt đầu nó đẩy một mạch em ra đến cái quầy thanh toán để em trả tiền. Khốn khổ khốn nạn. Các chị nhân viên bảo là bây giờ đang có rất nhiều ưu đãi cho các bạn nữ vào ngày 8/3, nhưng mà các chị cũng coi em như một bánh bèo nên là em cũng được giảm giá, không biết nên vui hay nên buồn các chị. Như thế là kết thúc cái trải nghiệm kim đâm vào thịt của em ngày hôm nay rồi nhá. Tự nhiên có cảm giác mình là người đàn ông có bờ môi quyến rũ nhất thế giới. Lần đầu trải nghiệm cảm giác rén hết cả thần kinh trung ương não khi đi bắn tia laser vào con người của mình như thế nào? Ký là có mệnh hệ gì tự chị đúng không? Chuyện là tuần trước em có vô tình xem được một cái cờ nhíp mà anh bếp trưởng review, anh ấy đi mổ mắt. Nghe bảo là sướng không nói nên lời mà thoải mái nhìn đời bằng hai con mắt. Thế với một cái đứa mà mù dở gần 25 nay như em thì sau khi mà nghiên cứu 7749 lời thì em quyết định là ngày hôm nay em phải đi mổ mắt thôi. Nhưng mà gớm khổ cứ cái gì có chữ mổ là lại nghĩ đến cái phạm trù sợ bị qua đời đấy. Nên là ngày hôm nay em sẽ quay lại cái cờ nhíp này review cho các bạn mù dở quá được cái nối đi cho cuộc đời mình. Cái lời để em giao phó cửa sổ tâm hồn đó chính là Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản, bởi vì nghe cái chữ Nhật Bản là tự nhiên cứ thấy nó yên tâm đấy. Nhưng mà không phải là cứ ai thích mổ là cứ đến vạch con ngươi ra để xin tác động vật lý đâu nhé. Phải đi khám rất là kỹ càng trước xem là cái niêm mạc dày hay là mỏng này, độ cận cao hay là nặng, và cái con ngươi của mình có được phép mổ theo những cái quy định của y tế không cơ. May là cái giác mạc của em nó dày như da mặt người yêu cũ nên là đủ tiêu chuẩn để mà mổ theo cái phương pháp tia laser mới nhất gọi là Ginexmai. Thế em được hẹn là 2 ngày hôm sau quay lại mổ, thì thú thực với các bác là cái tâm lý của em như là em đang ôm bom cảm tử nhảy vào đồn địch đấy. Bác sĩ mấy nhân viên cứ bảo là không đau nhưng em nghe nùng bùng nỗ tai lắm, nó cứ như cái câu là cháu ơi vào đi con chó nó không cắn đâu đấy. Nhiều đây sợ rất hèn hạ luôn. Em tự giác thay đồ và xin phép nên thớ. Các bạn nhân viên ở Viện Mắt Quốc tế Nhật Bản này thì rất có tố chất làm chị em nương tựa nhé, bởi vì các bạn rất là ân cần chu đáo và ưa tâm sự sẻ chia, nên là mặc dù em mà đang là rất là hoang mang đấy nhưng mà các bạn cũng động viên rất là nhiều, bởi vì các bạn nói là to như con voi thì đừng sợ những cái điều bé nhỏ như thế. Nếu mình vào phòng mổ mình sẽ phải như thế này 10 phút. Em thề luôn, em cảm giác như em sắp rơi con người ra luôn đấy. Đúng cái giờ quan đi tuần thì em nhẹ nhẹ bước xuống phòng mổ, và ở trong phòng mổ người ta không có cho quay chụp gì cả, và đúng 15 phút sau là bước ra luôn. Đúng là không sợ đau, không sợ đau thì nghe. Em ơi em thề là không có một cái cảm giác mẹ gì luôn đấy. 2 tiếng sau mổ thì các bác sẽ bị chảy nước mắt với hơi cay mắt một tí, và các bác phải kiêng điện thoại trong vòng 24 giờ. Các bạn nhân viên có cảnh báo em là nó sẽ bị hơi mờ xương trong thời gian đầu, nhưng mà chỉ đúng khoảng 6 tiếng sau là em nhìn rõ vạn vật 12/10. Ôi ôi em mà biết này, em mổ từ 15 trước rồi, bây giờ em mới mổ tốn 15, khổ cực của em luôn ấy. Chi phí cho ca mổ lần này của em là 46 củ khoai nha các bác, rất là rẻ. 46 củ khoai đổi lại là mắt sáng như cú vợ như thế này, em không đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Chốt lại một câu của cái màn review mổ con người này là không hề đau.
đâu, không phải kiêng quá nhiều. Nhân viên thì ân cần nhiệt tình mà bác sĩ là không nườm nguýt bệnh nhân. Quan trọng đấy, đến lịch khám định kỳ thì bệnh viện tự sổ tin nhắn vào máy các bác. Thôi em khuyên là ai mà chưa mổ thì mổ luôn đi, thật sự là nên mổ đấy, mắt sáng như gươm, bây giờ tinh như cú vọ, sướng phê lắm các bác ơi. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái hành trình này của em nhé. Clip mà bạn đang xem là khoan khoan nói gì cho vui nha anh. Clip mà bạn đang xem là một quảng cáo quán một buổi sáng thật là tuyệt vời. Vâng, xin chào mọi người. Chẳng là em mới mở một cái quán ăn chạy thử mới được 5-6 hôm thôi. Long bé thì nó đòi nặng nặng là phải đến phụ anh ở quán để mà tiếp khách. Cái quán nhỏ xinh của em thì tên là Một Buổi Sáng, nằm ở 86 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đấy thì phục vụ những cái món ăn nó phải gọi là rất là Hà Nội luôn, là bún thang này và xôi gà, xôi thịt, xôi chả, xôi trứng. Ngoài ra thì đây cũng là một quán cà phê, chúng ta có thể ngồi lê la cả ngày nha, đến ăn cũng được mà uống cà phê cũng được. Eo ơi, thương anh lắm cơ, bảo là em ra em đứng đón khách cho anh nhá. Với cả đang Covid thì em sẽ xịt nước rửa tay và đo nhiệt độ cho khách. Đấy, mặc dù là chưa khai trương đâu vì ảnh hưởng của dịch Covid ấy, em mới chạy thử thôi, nhưng mà rất nhiều anh chị vẫn tặng rất là nhiều hoa chúc mừng khai trương, bởi vì thấy em đăng lên mạng xã hội, rất là cảm ơn mọi người luôn. Cam Samita. Đúng rồi. Ôi ngon kinh khủng ấy. Thực sự không đùa nhá, thật lòng. Món ăn ngon nhất Hà Nội. Cảm ơn Tây Ba Lô, cảm ơn cả Bảo Hân nữa này. Giới thiệu cho mọi người biết, Bảo Hân thì trước đây là học trò của mình, và hôm nay em ấy cũng đến để chúc mừng mình. Và thực sự là phải có những lúc như thế này ấy, thì mình mới nhận ra rằng là có nhiều người yêu quý mình đến như vậy. Một buổi sáng, chúc một buổi sáng ngày càng hoành tráng. Và cái điều mà làm mình vui và hạnh phúc nhất thì là ngoài anh chị em bạn bè thân thiết ra thì có rất rất nhiều những vị khách mà yêu thương mình đến từ khắp mọi nơi, đã qua quán ủng hộ mình và cho mình những cái ý kiến đóng góp phải gọi là hết sức gọi là chân thành luôn đấy mọi người. Một buổi sáng tưng bừng. Một buổi sáng ăn hấp. Thực sự là cảm ơn thì không biết là bao nhiêu lời cảm ơn cho nó hết, thì em chỉ biết là thôi em cố gắng hoàn thiện bản thân hàng ngày để đem đến những cái gọi là trải nghiệm thú vị nhất cho mọi người, được chưa nào? Xin cảm ơn quý vị và chào mừng đến với Một Buổi Sáng. Lần đầu tiên được dẫn thảm đỏ của một chương trình cực lớn quy tụ những tên tuổi đình đám trong showbiz Việt của mình như thế nào? Điều đặc biệt người bạn dẫn hôm nay cùng với mình đó chính là Tuấn Phạm. Sáng sớm thì tụi mình đã có mặt ở sân vận động quân khu 7 để chuẩn bị tập dượt cho chương trình tối nay. Xong rồi mình và Tuấn thì đi chọn những cái bộ vest rất là lịch lãm, bởi vì chương trình tối nay là chương trình về những quý ông mà. Thằng Tuấn nó chửi mình là mang tiếng là lắm tiền mà đi đôi giày bẩn thế, thế nên nó đẩy một mạch mình ra Gucci để mua giày các bạn ạ. À, nhìn em thế thôi chứ em hoang mang cực kỳ luôn, vì chưa bao giờ mà mua đồ hiệu bao giờ cả. Đi nhẹ thôi không hảo. Chốt ra một cái là ruột đau như cắt mà nước mắt đầm đìa. Đến cái tầm chiều chiều đấy là chúng em điểm trang lại cho khuôn mặt nó hài hòa, để mà đến đấy không bị lu mờ bởi những nhan sắc tuyệt vời của showbiz. Quý ông Long Chun và Tuấn Phạm lên đường. Đến nơi một cái là tim em như muốn vỡ ra, vỡ tan ra. Hồi hộp. Đừng thấy em cười mà nghĩ em đang vui. Em đang hồi hộp chết luôn đấy chứ vui cái gì nào. Phải công nhận là chương trình The Next Gen tầm mần năm nay là làm rất là lớn luôn, mà em được đứng trong cái không khí này thực sự là em chưa quen. Hello. Đã rất nhiều lần vào vòng nguy hiểm nhưng mà đã vẻ vang bước ra, thì theo chị là ngày hôm nay cái tình huống đó có tiếp tục lặp lại một lần nữa để Minh Khắc trở thành quán quân không ạ? Phải vỗ tay cho cái cú bắt tay đó. Bắt tay xóa tan hết những cái nghi ngờ trước đây đó. Thực sự đây là lần đầu tiên của mình, cho nên là mình vẫn còn rất là nhiều những cái thiếu sót. Mình cũng chỉ mong là mọi người ghi nhận cái sự cố gắng từng ngày của mình để đến với những cái chặng đường tốt hơn, đẹp hơn thôi. Mình tin là dù mình hay là Tuấn thì chỉ cần nỗ lực mỗi ngày thôi là chúng ta có thể đạt được những cái thành quả mà chúng ta mong muốn đó các bạn. Quay lại với chương trình thì hôm nay được đầu tư vô cùng hoành tráng, từ âm thanh đến sân khấu đến trang phục, mọi thứ đều rất là lộng lẫy. Cảm ơn chương trình The Next Gentleman và đặc biệt là cảm ơn chị Hương Giang đã cho em có cơ hội để mà đồng hành cùng với mọi người trong show này. Và chúc mừng Phạm Kiên đến từ team Hương Giang đã trở thành quán quân của The Next Gentleman năm nay. Em hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời mình. Clip đến đây là hết rồi.